Đây là nguyên mẫu của loại vỏ xe thân thiện với môi trường có tên là Oxygen. Với cấu trúc đặc biệt, nó có thể hấp thu CO2 và nước trong quá trình di chuyển nhằm tạo độ ẩm bên trong. Oxygen có nhiều rãnh nhỏ hai bên thành vỏ để chứa rêu, và đây cũng chính là thành phần chính giúp vỏ xe tạo ra khí oxy thông qua quá trình quang hợp. Theo tính toán của Goodyear thì trong một thành phố lớn với 2,5 triệu xe trên đường như là ở Paris của Pháp, nếu tất cả đều sử dụng vỏ xe này thì có thể tạo ra khoảng 3.000 tấn khí oxy và giảm hơn 4.000 tấn CO2 mỗi năm. Ngoài ra, sản phẩm này có thể thu nhận năng lượng được tạo ra từ quá trình quang hợp và sử dụng nó để cấp điện cho các thiết bị bên trong vỏ xe, ví dụ như bộ phận cảm biến, đèn, bộ xử lý bằng trí tuệ nhân tạo. Vỏ xe Oxygen còn được làm từ các vỏ xe tái chế và in bằng công nghệ in 3D, do vậy nó còn góp phần giảm thiểu chất thải cao su. Theo dự kiến, loại vỏ xe thân thiện với môi trường này sẽ được dùng thử nghiệm trong vài tháng tới.